án Sở Diễn Nghĩa. Hồi thứ 14. Hạng Vũ giết Tống Nghĩa cứu Triệu. Lại nói Hạng Vũ nghe tin Vũ Tín Quân bị Trương Hàm giết, khóc ngã xuống đất. Các tướng cùng nhau khuyên giải mấy lần. Vũ nói: "Ta từ nhỏ không quản cha, nhờ ơn thúc phụ nuôi dạy nên người, dạy cho binh pháp, coi ta như con. Nay một buổi công nghiệp chưa xong mà đã giữa đường đứt gánh, khiến lòng này tan nát, sao có thể nguôi cho được." Dứt lời lại khóc. Phạm Tăng nói: "Vì nước bỏ mình cũng là chọn đại tiết của kẻ làm tôi vậy. Tuy mệnh số của Hạng tướng quân như vậy, nhưng đại nghiệp của nước Sở đã thành. Người thiên hạ nghe tiếng mà theo đến quy phục có tới 50 vạn. Nếu tướng quân quả có thể kế thừa chí ấy mà khôi phục mở mang cương thổ, diệt Tần, định Sở, truy phong Vũ Tín Quân tước vương, được hưởng huyết thực trăm đời, thì tướng quân cũng là tròn đại hiếu vậy. Hà tất phải bắt chước thói đàn bà, chỉ biết buồn thương khóc lóc như thế, thế sao đủ để thu phục nhân tâm?" Vũ đứng dậy tạ rằng: "Xin kính vâng lời dạy của tiên sinh." Bèn khởi binh cấp tốc đến Định Đảo, hội cùng Tống Nghĩa, Lưu Bang, họp quân một nơi để tang cho Vũ Tín Quân, dẫn đầu các tướng vỗ áo quan mà tế bái, rồi thu lượm thây lương, khâm liệm theo phục sắc Vũ Tín Quân táng ở Định Đảo, rồi khởi quân tiến thẳng đến Trần Lưu. Quân Sở còn chưa kịp tới nơi, thì quân Trương Hàm đã vượt sông đánh Triệu rồi. Bọn Triệu Vương Hấp, Trần Dư, Trương Nhĩ xuất chiến đều bị Trương Hàm đánh bại, bèn ngay trong đêm chạy đến Cự Lộc, giữ thành cố thủ không ra, rồi sai người đến cầu cứu Sở. Lại nói Hạng Vũ cùng nghị bàn với Tống Nghĩa, Phạm Tăng rằng: "Nay Trương Hàm đã qua sông, thanh thế lại phấn chấn. Nay Vũ Tín Quân mới mất, Hoài Vương một mình đóng giữ ở Hu Di, e rằng không phải kế lâu dài. Chỉ bằng hồi quân, rời đô đến Bành Thành, rồi sẽ khu xử tiếp." Mọi người đều quyết định rồi, bèn truyền lệnh ba quân quay về Hu Di. Các tướng triều kiến Hoài Vương xong, Hoài Vương nghe tin Hạng Lương đã chết, vô cùng đau buồn. Hạng Tịch lại tâu rằng: "Vũ Tín Quân vừa mất, quân ta nhuệ khí đã nhụt rồi. Hiện giờ Trương Hàm đóng quân ở Cự Lộc, sau khi phá được Triệu, tất sẽ vào cướp Tây Sở. Chỉ bằng ta điều quân đến đánh dẹp trước, đại vương thì rời đô đến Bành Thành, để làm thế ỷ dốc, không thể chậm trễ được nữa." Còn chưa dứt lời, thì có người vào báo, nước Triệu sai sứ đến cầu cứu. Sở Vương cho vào, rồi hỏi ngay hư thực quân Trương Hàm thế nào. Sứ giả nói: "Quân Tần có 30 vạn, vây Cự Lộc đã gần một tháng rồi, quân Triệu hết lương ăn, quân mã chết mất quá nửa, chỉ nay mai là thành bị phá, sinh linh đều bị hại, xin đại vương thương đến mà cứu cho." Hoài Vương nghe nói kinh hoàng, lập tức lấy Tống Nghĩa làm đại tướng quân, Hạng Vũ làm phó tướng quân, Phạm Tăng làm quân sư, đem 20 vạn quân đến Cự Lộc cứu Triệu. Quân đi đến An Dương, Tống Nghĩa án binh bất động, muốn cho con là Tống Tương làm tướng tề, bèn bảo: "Quân Hàm vây khốn Triệu đã lâu ngày, nay tâm trí trễ nải, quân không có chí đánh nhau. Quân ta hãy chỉ hoãn vài ngày, yên xem tình thế, đợi quân Hàm trễ biếng, ta sẽ cho quân tấn công, thì Hàm tất bị bắt vậy." Nghĩa bèn lần lữa 46 ngày không chịu tiến. Vũ nói: "Quân Tần vây Triệu gấp lắm, trong thành số người chết 10 phần đã tới 7-8. Nếu có thể nhân khi chúng vây đánh thành đã lâu ngày, chúng ta gieo hò tiến đánh từ ngoài, còn quân Triệu ở trong đánh ra tiếp ứng, nội ngoại cùng giáp công, thì quân Tần tất bại mà có thể bắt được Hàm vậy." Nghĩa nói: "Không đúng, chớ nên tham bát bỏ mâm, chúng ta chí ở cái lớn chứ chẳng phải cái nhỏ vậy. Nếu Trương Hàm có thắng thì quân Tần cũng mệt mỏi, ta sẽ nhân khi chúng suy yếu mà đánh, tất sẽ phá được. Nếu Trương Hàm không thắng thì chúng ta dẫn quân gióng trống mà sang phía Tây, cũng tất sẽ phá được vậy. Ấy là không nhập quân mà ngồi xem thắng bại vậy. Việc mặc giáp cầm gươm thì tôi không bằng ngài, nhưng việc mưu tính kế sách thì ngài chẳng bằng tôi vậy." Rồi bèn truyền lệnh trong quân rằng:
Trong ba quân, bất cứ kẻ nào, dẫu mạnh như cọp, hay hăng như dê, tham như sói, nếu vi phạm quân lệnh không theo, đều tất phải chém. Nghĩa lại ngầm cho con là Tống Tương sang làm tướng nước Tề. Nghĩa đích thân đưa đến tận Vô Diêm mới quay lại, rồi lại chỉ tụ tập uống rượu. Bấy giờ đã đến tiết Đông Hàn, mưa lớn, quân sĩ bị mưa, đói rét không thể chịu nổi. Vũ ngầm đi xem khắp trong quân, thì các doanh đều oán thán. Vũ bèn nghiêm mặt đanh giọng nói với Nghĩa rằng, các tướng đều phấn phát dũng lực, muốn mau chóng đánh Tần, mà nay lại lưu lại mãi ở đây không chịu dẫn quân qua sông. Huống chi năm nay đói kém, dân nghèo, sĩ tốt chẳng được ăn no, lại không có lương thảo tích trữ, mà cứ tụ tập rượu chè, bắt phải đợi quân Tần bị phá rồi sau mới đánh. Phàm quân Tần đông mạnh, quân Triệu khiếp yếu, lấy yếu địch mạnh, sao khiến quân Tần suy tệ được. Và Vũ Tín Quân mới mất, Sở Vương ngồi chẳng thể an, nay đem hết quân trong nước giao cho tướng quân, chẳng phải chỉ là để cứu Triệu, mà thực muốn nhân đó phá Tần để rửa mối hận ngày trước. Quốc gia an nguy là ở một phen này, nay lại không thương đến quân sĩ, chỉ suốt ngày yến tiệc, thì chẳng phải là bề tôi của xã tắc vậy. Nghĩa rốt vẫn không nghe, Vũ lấy làm hận lắm. Hôm sau, Tống Nghĩa sáng sớm thăng trướng, Vũ bèn xách kiếm đi vào trướng, hô to lên rằng, Tống Nghĩa cùng Tề mưu phản, sai con là Tống Tương kết liên với Tề làm ngoại ứng, cho nên giữ quân không tiến, ý muốn nuốt chiếm Tây Sở. Nay ta phụng mật chỉ của Sở Vương chém Nghĩa để hiểu dụ ba quân. Tống Nghĩa nghe xong định vòng ra sau trướng bỏ trốn, nhưng Vũ đã bước nhanh đuổi kịp, tóm chặt Nghĩa lôi lại, vung kiếm chém làm hai đoạn. Các tướng phủ phục dưới trướng cùng nói, người đầu tiên lập lại hậu duệ cho nước Sở chính là nhà tướng quân vậy. Nay tướng quân diệt được phản nghịch này rất hợp lòng người. Các tướng cùng nhau lập Vũ tạm lên làm thượng tướng quân, chuyên giữ việc chinh phạt, rồi mau chóng sai người đuổi theo Tống Tương gần đến biên cảnh nước Tề thì giết được. Lại sai Hoàn Sở bẩm mệnh với Sở Vương kẻ tội mưu phản nước Sở của Tống Nghĩa. Sở Vương sai Trung Ly Muội mang cờ tiết đến phong cho Vũ làm thượng tướng quân. Từ đó quân uy đại trấn, Vũ nổi danh khắp chư hầu. Vũ bèn sai anh bố làm tiên phong, đem hai vạn quân vượt Hoàng Hà. Hàm nghe tin bố đến, vội sai Tư Mã Hân, Đổng Ế vượt sang bờ nam Hoàng Hà lập doanh để chặn đường tiến của quân Sở. Hai người đem quân qua sông, doanh trại mới vừa dựng thì tiền quân của anh bố tới nơi. Hai tướng ra trận cùng giao chiến với bố. Bố không đáp lại câu nào, chỉ xách búa xông thẳng lại phía hai tướng. Hai tướng đón đánh, trong khi giao tranh, chỉ thấy quân Tần không đánh mà tự loạn. Từ phía sau có một viên tướng đánh xông ra, chính là thượng tướng quân Hạng Vũ. Hai tướng kinh hãi, bỏ mặc anh bố, chạy thẳng tới doanh trại ở phía nam sông, thì bây giờ đã bị quân Sở chiếm giữ mất rồi. Chỉ còn cách bỏ doanh, trốn chạy sang phía bắc sông. Hạng Vũ đại thắng, bắt được những đồ quân khí xe cộ không biết bao nhiêu mà kể. Bèn thu quân vào doanh, đợi hậu quân lục tục kéo đến nơi. Vũ bèn lệnh cho quân vượt sông sang phía bắc, chống kiếm ngồi trên cao đợi hậu quân đã sang cả rồi. Vũ bèn cho nhấn chìm hết thuyền xuống sông, đập vỡ hết nổi niêu, thiêu rụi hết lều lán, chỉ giữ lại lương ăn trong ba ngày hành quân, rồi hiểu dụ ba quân rằng, phải dốc hết sức mà tử chiến, không được thoái chí. Ba quân cùng nhảy nhót hô to, xin nghe theo tướng quân quyết một trận tử chiến. Rồi suốt đêm hò reo tiến đánh Chương Hàm. Không biết rồi thắng thua thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.